Hello, hello xin chào tất cả anh em nha. Thì mình là LTL đây, đẹp trai mấy số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGFF LTL của mình nhá. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì mình muốn hỏi anh em một câu nhá. Thì anh em phải trả lời thật lòng nha anh em ơi. Thì anh em thấy là cái màu tóc này của mình đẹp hơn màu tóc cũ hay không? Anh em biết thì anh em comment bên dưới nhá. Anh em thấy đẹp thì anh em comment bên dưới nhá. Nhớ là phải trả lời thật lòng nha anh em ơi. Ok, nói chung là anh em nào mà muốn nhận kim cương miễn phí từ LTL thì anh em cũng đừng quên à xem từ đầu đến cuối clip này không tua và nhớ nhấn giúp mình một nút like nha anh em ơi. À mà quên mất, mình khóa nút like rồi nên là chắc anh em sẽ không nhận được kim cương từ mình đâu. Anh em bấm thử xem, bấm làm sao được. Ok, thì hôm nay mình vừa mới tìm ra một combo kỹ năng chủ động mới anh em ạ, trong chế độ là tử chiến x2 chủ động anh em ơi. Thì combo kỹ năng này gọi là siêu hồi máu anh em ạ, kiểu như bất tử anh em ơi. Hồi máu gọi liên tục đấy anh em ạ. Anh em thế nào thì anh em cũng có thể hồi máu được anh em ạ, nhưng mà hồi máu còn gấp mấy lần cơ anh em ơi. Nói chung là nói linh tinh thì chắc anh em bảo thằng này bốc phét, thằng này mồm điêu. Ok, bây giờ mình sẽ review luôn cho anh em cái combo nhân vật đấy nha anh em ơi. À, combo kỹ năng nhân vật nhá. Thì đầu tiên đó chính là mình sẽ mang Orion nha anh em ơi. Thì đây là kỹ năng chủ động đầu tiên nhá. Và mình kết hợp thêm đó chính là kỹ năng bi động, đó chính là Miguel, Jota và Kelly nha anh em ơi. Thì Kelly thức tỉnh thì trận nào mình cũng mang rồi anh em ạ. Và kết hợp thêm con Beck, đó chính là con Beck gấu mèo nha anh em ơi. Đấy, và cái kỹ năng của con Beck này là giảm thời gian hồi chiêu là 15% anh em ơi. Ấy, nói chung là cái con Beck này thì mang đi bộ kỹ năng nào cũng được anh em ạ. Bởi vì giảm hồi chiêu thì nói chung là chiêu dùng nhanh hơn thì tất nhiên nó mạnh hơn rồi anh em ơi. Và Orion thì anh em cũng biết rồi đấy. Thì Orion thì anh em chỉ cần mua tầm khoảng 200 nấm thôi, 150 nấm thôi anh em ạ. Thì anh em sẽ kích hoạt được kỹ năng của Orion nha anh em ơi. Thì sau khi anh em bật kỹ năng của Orion lên ấy, thì anh em sẽ được minion sát thương này và hồi máu nha anh em ơi. Đó, và hồi máu kiểu như hồi lấm anh em ạ, hồi máu theo lấm nha anh em ơi. Đấy, thì mình sẽ kết hợp thêm một kỹ năng chủ động nữa, đó chính là của con nhân vật đây cho anh em xem luôn. Nhân vật gì nhỉ? Đâu ta? Bị lag mất rồi anh em ạ. Nhân vật đâu Sun Sania anh em ạ. Đấy, thì Sania này thì mình đọc luôn cho anh em nhá. Thì anh em nhận 60 máu khi anh em bật kỹ năng lên trong vòng 12 giây nhá. Nhưng mà cái này nó không quan trọng đâu anh em ạ, bởi vì kỹ năng này kia máu này là máu tạm thời mà anh em ơi. Đấy, thì quan trọng là các hiệu ứng hồi phục tăng 75% nha anh em ơi. Đấy, có nghĩa là khi anh em bật cái kỹ năng của con Orion lên ý, và anh em bật thêm cả kỹ năng cuồng bạo lên anh em ạ, thì máu của anh em sẽ được hồi thêm 75% anh em ạ. Ví dụ là anh em đang hồi 5 máu một đúng không, thì nó sẽ cộng thêm 75% thôi anh em ơi. Có nghĩa là 8-9 máu một lần anh em ạ. Đấy, mà kỹ năng nó cộng dồn thì anh em cứ 9 máu một lần thì ui trời ơi, lại còn bất tử nữa, lúc đấy không ai có thể bắn được anh em. Đấy, sau khi anh em hồi phép hồi lên hẳn một cục nó đầy anh em ạ. Đấy, cứ hồi 10 máu, 10 đến 20, 30, 40, 50. Ủa thế có mấy mà đầy đúng không anh em ơi? Nói chung là nói như này chắc anh em chả hiểu đúng không anh em ơi. Đấy, tí mình sẽ làm mình review cho anh em nhá. Nói chung là combo kỹ năng thì cực kỳ bá đạo luôn anh em ạ. Anh em bất tử thì anh em hồi máu đầy luôn anh em ơi. Giao tranh cân 4 cực kỳ lợi luôn anh em ạ. Bởi vì kỹ năng Orion nó sẽ hồi liên tục mà anh em ơi. Là anh em cứ hồi liên tục, anh em cứ bật liên tục thôi. Nó cứ hồi kiểu như là x2 x3 lên anh em ạ. Đấy, lại còn liên tục như thế thì nói chung là cực mạnh luôn anh em ơi. Và kết hợp thêm kỹ năng của Miguel anh em ạ. Kỹ năng Miguel thì anh em chỉ cần là bắn gục một kẻ địch thôi. Đấy, mà anh em cầm Orion anh em bắn gục đúng không? Thì kỹ năng của con kiểu như Orion nó lại hồi anh em ạ. Đấy, Miguel bắn gục thì Orion lại hồi. Thì nói chung là mấy kỹ năng kiểu như nó liên kết với nhau lắm anh em ạ. Và Jota thì lại càng vui nữa anh em ơi. Thì anh em chỉ cần bắn gục thì nó lại cộng thêm cho anh em là kiểu như là bao nhiêu máu đây, 20% máu của người chơi đấy anh em ạ. Đấy, thì có nghĩa là anh em bắn gục cái là anh em lại thêm được 20% máu nữa thì có mà đầy cây luôn anh em ạ. Đấy, nói chung chả cần làm gì, máu anh em nó cũng hút liên tục anh em ơi, cứ hồi liên tục luôn. Đấy, thì nói chung là anh em trước khi hiểu bây giờ mình sẽ vào mình sẽ test cho anh em xem luôn nhá. Ok, thì trước khi là test thì bây giờ mình sẽ xem nhỉ, xem có gì không nhỉ. Thôi chắc chẳng có gì đâu, vào test luôn cho nó nóng anh em nhỉ, chứ anh em này bảo mình bốc phét hơi mệt đấy. Nói chung nói dài dòng anh em chắc chả hiểu đâu, vô luôn này. Ok anh em, thì mình đã vô thành công trận đấu rồi nha anh em ơi. Đấy, thì mình đã kết hợp với kỹ năng của con Sania với cả con Orion nha anh em ơi. Đấy, thì không biết là liệu có bá đạo hay không anh em ạ. Ui gái này, từ tán gái này anh em ạ. Đấy, phải bật hành động lên để khoe cái độ giàu có của mình nhá. Ui ơi, ui bạn nữ này còn bật nửa chặn cho mình biết mình có Orion này anh em ơi. Ui bạn nữ này thật là tốt bụng anh em ạ, quá tuyệt vời luôn. Ui anh yêu em nhá. Ui anh em đừng mách Ngọc Diễm nha anh em ơi. Ui hồi được 160 EAB kìa anh em ơi. Đấy, thì tự em lại hồi được kỹ năng Orion anh em ạ. Đỡ phải bắn gục một người anh em ơi. Chứ không là mình phải bắn gục một người thì con Miguel nó mới giúp mình thêm 200 EAB anh em ạ. Đấy, không cần bắn gục nhá. Thì bây giờ mình sẽ ra cân 4 anh em xem này. Đây là bên này như 4 thằng nó ở bên này hết này. Đây cho anh em biết cái độ hút máu của nó bá đạo như nào nha anh em ơi. Và cái độ hồ kỹ năng của nó nhá. Đấy, bây giờ cực kỳ đông này. Rồi, thằng đầu tiên đã gục. Đấy, mày bắn ra đi, đúng rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ bật hai kỹ năng này đi tiếp nhá. Anh em nhìn máu của mình hồi à? Anh em thấy chưa? Anh em để ý cái máu của mình hồi nhá. À, anh em cứ để cái cục máu của mình nha anh em ơi. Đấy, còn đồng một máu kìa. Còn đồng một máu kìa anh em kìa. Đấy, lại cứ hồi đầy luôn kìa. Hồi lửa cây luôn kìa anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Trời ơi, cứ có kỹ năng nào thì anh em bật hết lên nha anh em ơi. Anh em chỉ cần bắn gục cái thôi là anh em kiểu như bắn gục một người là anh em sẽ hồi cái kỹ năng của con Orion nha anh em ơi. Đấy, thì anh em chỉ cần hồi thì anh em bật luôn là xong rồi. Đấy, lại hồi thôi kìa. Trời ơi. Rồi cái kỹ năng của cái con Sania kia hình như là nó hồi hơi nâu một tí anh em ạ.
Rồi 75 giây cơ anh em ơi. Nhưng mà mình mang con bé thì chắc là nó sẽ giảm được khoảng độ 25%, thì chắc là chỉ còn 50 giây thôi anh em ạ. Rồi, một thằng nha anh em ơi, gục luôn ạ. À, tại bật luôn hai kỹ năng này lên. Trời ơi, anh em nhìn cái máu của mình ngồi chưa? Trời ơi, nó bắn mình gần chết, mình ngồi bắn lên nửa cây à. Nhưng mà nếu mà địch càng gần anh em ấy thì anh em hồi càng nhiều nha anh em ơi. Chứ đây địch nó ở xa quá anh em ạ, không gây sát thương nữa nên là không hồi nữa nha anh em ơi. Rồi, cứ bình tĩnh nha anh em ơi. Mình sẽ cố gắng thắng trận này cho anh em với tỷ số 4-0 nhá. À, mày bắn ra đây mày, ui lại hết sọc luôn kìa. À trên nhà lời như có một con bé anh em ạ. Ui nó bắn đít mình kìa. Bình tĩnh nha anh em, bình tĩnh nhá. Còn hai đứa nước anh em ạ. Nhà mình 3 mà anh em ơi. 3 đánh 2 thì không chột cũng què anh em ạ. Đấy nhưng mà mình sẽ thử cân 2 xem cân được hay không nhá. Ui cái gì. Mày quá anh em ạ. Ok lại bật Orion lên luôn. Bây giờ mình sẽ vào nhà mình xử cái thằng này trước nhá. Rồi một thằng. À con bé mày làm gì? Mày làm gì? Tao có Miguel, tao bắn gục tao được hồi kỹ năng Orion. Trời ơi. Đấy hiểu chưa? 2-0 thôi anh em ạ. Cực kỳ đơn giản luôn. Đấy anh em thấy cái combo kỹ năng của anh em mình, thấy anh em thấy có siêu hút máu không? Siêu hút máu rồi anh em ạ. Đấy này còn bất tử rồi anh em ơi. Từ nãy giờ mình chưa gục mạng nào đâu. À thằng danh con này. Ok gục một thằng luôn. Rồi gạt luôn nha anh em ơi, gạt luôn. Trời ơi anh em thấy chưa? Combo này anh em đừng có mà học tập nhá. À nhầm, anh em nếu thấy hay anh em nhớ học tập nhá. Ok mang vào kiểu như chôn game cũng khá là vui anh em ạ. Bởi vì địch nó khá là cay thôi anh em ơi, bởi vì nó bắn mình gần chết rồi tự nhiên máu mình hồi đầy. Đấy. Ok. Đây, không ké được kìa. Cay thế nhỉ? Trời ơi, 3-0 rồi anh em ạ. Ui trời ơi, thế này thì chơi bời gì đây anh em ơi. Ok, mình sẽ cố gắng kiểu như là thắng khoảng độ 4-0 cho nó vui nha anh em ơi. Tiếp tục nha anh em ơi, trên này như có hai thằng anh em ạ. Ôi trời, đồng đội mình bắn gục một thằng rồi. Mình đang định nhìn cân đôi anh em ạ. Cái combo kỹ năng này chỉ phù hợp cho anh em nào thích cân 4 thôi nha. Chứ cân 1, cân 2 thì nói chung là đơn giản lắm anh em ạ. Bởi vì hồi máu cân nó hồi như này thì ai mà chơi lại anh em ơi. Đấy, nên là phù hợp cân 4 anh em ơi. Đấy, nó mới vui anh em ạ. Đấy, còn một máu anh em hồi vắt lên 200 máu luôn. Cực kìa phê rồi anh em ạ. Rồi chỉ còn một thằng nữa trốn đâu nhỉ? Từ để mình xử lý tốt. À, hình như dưới này anh em ơi. Hình như dưới này anh em ạ. Mình nghe tiếng chân rồi nha. Mình nghe thấy máy mình cũng rung rồi anh em ơi. Thằng này thôi chắc là mình sẽ bắn vui vui anh em ạ. Bởi vì mình nghĩ khả năng cao trận này thắng 4-0 rồi. Thì mình vẫn còn 3 người nữa mà anh em ơi. Mình gục thì vẫn còn 2 người nữa mà anh em. Ôi, thằng này nó đi di chuyển như con bot này. Hay nó là bot nhỉ? Ôi không phải anh em ạ. Rồi bắn mình đau phết anh em ơi. Rồi clip của mình đến đây là kết thúc nhá. Ơ nhưng mà hình như vẫn chưa đủ 8 phút nhỉ. Thôi cho anh em xem một đoạn highlight nha. Life we chose, working on